Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ con đâm đi này, mình nhau điều hòa đông cho nó lên sóng lại một lần nữa. Hôm đó tôi đã giới thiệu qua về con đâm đi này. Hôm đấy tôi vẫn chưa vệ sinh nên là hôm nay tôi đã vệ sinh xong và sẽ chạy ngon lành, đang giới thiệu các bác lại. Âm ly Technic 75A chạy 4 con sò sắt. Đây là một trong những mã âm ly khá nổi tiếng trong dòng Technic các bác nha. Con âm ly này rất được nhiều người mua về để dùng ghép loa ngang, là sửa loa Nga S90. Đây là đặc trưng con âm ly như vậy. Đây là thông tin cửa hàng tôi. Các bác có thể đến tận nơi xem hàng hoặc đặt cọc tiền vào tài khoản qua ngân hàng. Tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel hoặc nhà xe khách. Cước vận chuyển thì người mua phải trả. Technic 75A. Con âm ly này có chỉnh bát chép này, đánh hai đi loa AB cộng B, cần loa lao lướt đầy đủ các đường vào âm thanh. Tôi sẽ mở cái nắp ra mời các bác cùng cảm nhận. Màu xám xanh, bốn sò sắt còn tương đối đẹp, góc cạnh không sứt mẻ, cong vênh. Ngoài loa Nhật thì nó sẽ dùng để ghép loa Nga. Tôi đang ghép vào một đôi loa Diatone đánh căng tét luôn. Có nghĩa là ngoài những đôi loa gấu của Nhật thì còn dùng để ghép loa Nga. Bốn sò sắt chữ đỏ đây. Hai tụ lọc nguồn. Technic. Quay mặt xong thì các bác cùng xem. Tôi sẽ mở nhạc to. Hàng loa trên, hàng loa dưới, trở kháng từ 4-16 ohm, âm ly có chức năng bao rể. Tại sao? Bởi vì nó có cầu chữ U. 150W điện 100V sản xuất tại Nhật Bản. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường AUX. Nước sơn mặt sau sáng bóng luôn nha, sáng bóng màu đen luôn các bạn. Các vỉ sạch sẽ đẹp. Mở to mà các bác cùng cảm nhận. Muốn dùng được bát chép trong âm ly này, các bác phải gạt xuống chế độ Viettone để mà có tác dụng bát chép. Khi đó xoay thì có tác dụng bát chép. Loa trái. Loa phải. Chất âm đậm đà, căng đậm đà, êm à. Xin chào, hẹn gặp lại.